Ta đây là Chúa Ngục Cốt. Lệnh chuyển ra chân thủ thành trì. Bơ đất quỷ. Thật có nghe lệnh ta chuyển. Bà thanh đề quên áo một châu trong khi xưa cửu sang dầu dầu khi xích gió quần áo hôi tanh hôi tanh đã đem dần rũ nước bên sông Nam Bộ. Này đã phạm đến thủy cung thần nhân đã chúa biến nơi từng tội. Bơ là cái quỷ thật có tàu đây anh nghe lệnh ta chuyển. Hãy mau cùng ta cất bước lên đường để đi bắt bắt mà thay thay đề tống tống ra đây đâu. Lúc này đây bụng tuột còn thơ thớ không biết làm gì chìm đi nước nhờ thành phật ba năm tu hành đắc đạo thành danh xin phật tiền để xuống ấm cung để tìm mẹ rồi cứu mẹ đưa mẹ về bên kia tây trúc rửa lỗi oan thiên nếu mong đến được cứu được mẹ hay không thì xin kính mời hay các cụ công các bà cô dì chú bác họ hàng hội ngoại gần xa. Cũng như bà con nói xó xó xét hiểu như hà hà người giàu mộng mộng người khó một nét nét giàu đâu có họ thành tâm động viên mục điên để đi tìm mẹ cứu mẹ đưa mẹ về bên kia tây trúc chúc a di đà phật. Ông là con phải cử hồ đang lớn trình đi
mà thảm lắm mấy ông trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trái gái dễ thương. Lào là anh nhân nhân trong trên đầu thăng. Về đây tề tiểu tiểu tinh sàng thành tâm tóc dài hãy ra đoàn đoàn cùng viên. Hãy subscribe.
chúng cho và các sống vui sống khỏe cho con cho cháu được nhờ. Cụ ơi, ai rồi cũng phải thác đi, có ai sống mãi được đâu cụ nhỉ? Thế con cứ chúc cho các cụ có 4 lần 50, sống đến 4 lần 50 thôi không sống hơn nhé.
thiếu chúng con làm hết đêm mà các cụ này nuôi khót đi có ra đi về. Cụ ơi, các cụ hỏi đoàn ta mới gia đình cho đến tối ngày mai. Nhìn thấy mẹ ra cái con cụ này bỏ về mất nữa rồi. Em mời gầy đũa gầy bát các cụ chẳng nào. Cụ về mất nữa nữa. Có phải một phụ nhân vẫn gọi mẹ an tiền? Quang mơ người tu